tạp chí Việt Nam. Chiến tranh thế giới thứ hai khiến vài chục triệu người chết chính thức chấm dứt vào 23 giờ 01 phút ngày 8 tháng 5 năm 1945. Pháp thuộc phe đồng minh đã huy động hàng chục nghìn người từ các thuộc địa để phục vụ cuộc chiến chống phát xít Đức, trong đó có khoảng 20.000 lao động từ Đông Dương đến từ năm 1939. Họ được tuyển dụng như thế nào? Nhiệm vụ được giao là gì? Cuộc sống của họ tại Pháp ra sao? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà sử học Liêm Khê Luyger, tác giả luận án tiến sĩ năm 2014, tạm dịch là những người lính thợ Đông Dương nghiên cứu xã hội lịch sử về quá trình di dân thuộc địa năm 1939-1954 và được nhà xuất bản Les Gens de Savon phát hành vào tháng 6 năm 2021. Thưa nhà nghiên cứu Liêm Khê Luyger, theo một bài viết của bà trên tạp chí Mouvement Social 2007 số 2 và 3, thì chính sách tuyển người lao động Đông Dương sang Pháp năm 1939 được dựa trên một hệ thống lập pháp và hành chính được hiệu chỉnh trong thời gian giữa hai thế chiến. Dường như điểm này khác với việc tình nguyện đăng lính được áp dụng tại Đông Dương trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Tại sao lại có sự thay đổi này ạ? Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đánh dấu lần đầu tiên diễn ra kiểu tuyển dụng ồ ạt nhân lực từ các thuộc địa đến châu Âu, không chỉ liên quan đến mỗi người Việt mà ở toàn bộ đế chế thuộc địa Pháp dưới sức ép từ giới công nghiệp và nhà nước. Trong Thế chiến thứ nhất, có khoảng 90.000 lính thợ và lính tập Đông Dương đã đến Pháp, cụ thể là có khoảng 40.000 lính tập và 50.000 lính thợ. Năm 1939, chính phủ Pháp tính đưa khoảng 300.000 lao động thuộc địa tham gia thế chiến, trong đó khoảng 100.000 người đến từ Đông Dương. Nhưng con số này không bao giờ đạt được vì tháng 6 năm 1940, nước Pháp bị bại trận nên đã chấm dứt việc tuyển quân. Vào thời điểm đó, chỉ có 20.000 lao động Đông Dương đã đến Pháp trong tổng số dự kiến 100.000 người. Trong trường hợp cả hai thế chiến, không thể nói đến chuyện tình nguyện. Chúng ta thấy việc tuyển quân được tiến hành ở cùng khu vực địa lý, chủ yếu là Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Đó là những vùng đồng bằng đông dân và chịu nạn đói. Đó cũng là hai xứ bảo hộ, không do Pháp trực tiếp cai trị, mà do chính quyền bản địa, theo lệnh từ mẫu quốc, nên việc tuyển quân do quan lại địa phương đảm nhiệm. Nam Kỳ là xứ thuộc địa, nên tránh được việc này. Giới chủ thuộc địa muốn giữ nguồn nhân lực cho các đồn điền. Có thể nói, những trường hợp đến Pháp là quá trình di dân có tổ chức. Trong Thế chiến thứ hai, 90% nhân công được tuyển là từ những vùng nông thôn nghèo ở Đông Dương. Làm thế nào mà chính quyền địa phương đạt được số lượng đề ra và những người được tuyển là ai? Quy định do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm tuyển dụng ấn định, mỗi gia đình phải cung cấp một người con trai từ 20 tuổi trở lên, vì thế họ có lực lượng trù bị rất lớn nhờ quy định này. Khó khăn duy nhất là làm thế nào để chuyển những người này từ một lục địa sang lục địa khác và làm thế nào quản lý họ. Khác với thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ nhất, trong Thế chiến thứ hai có ít người Pháp ở Đông Dương hơn, nên việc quản lý buộc phải giao cho người bản xứ, cụ thể là cho phiên dịch viên và giám thị. Những người có học thức, có chứng chỉ, thậm chí là có bằng tú tài biết nói tiếng Pháp, lập tức được chỉ định làm phiên dịch và giám thị. Thời đó, cứ một giám thị chịu trách nhiệm khoảng 25 người. Bản thân những người này cũng được ghi là lính thợ. Vì thế, tôi luôn để trong ngoặc kép lính thợ Đông Dương, bởi vì không phải tất cả là lính thợ. Trong số những người đến Pháp, có thể nói một phần là di dân tự nguyện, một phần là do ép buộc. Rất khó so sánh hai diện này. Vấn đề ở chỗ là có thể coi đó là những người tình nguyện được không, vì họ cũng tìm cách thoát nghèo. Cũng vào những năm 1939-1940, nhiều người có bằng cấp, xuất thân từ gia đình khá giả, cũng đăng lính kèm theo kế hoạch riêng. Thật vậy, đối với họ, đi Tây đồng nghĩa với đổi đời và hy vọng thăng tiến xã hội mà họ không thể đạt được ở Đông Dương. Về phần những người nghèo, được cho là bị ép đăng lính, thì họ không có phản đối, họ chỉ đơn thuần đi tìm đường sống. Những người này ở lại Pháp từ năm 1939 đến năm 1952 vào đợt hồi hương cuối cùng. Họ được giao làm những nhiệm vụ gì và có khác với công việc giao cho lính Đông Dương thời Thế chiến thứ nhất hay không? Công lao của họ có được chính phủ Pháp công nhận đúng đắn hay không?
Pour la Première Guerre mondiale, comme je vous ai dit, la moitié des Indochinois étaient recrutés comme tirailleurs et l'autre comme travailleurs. Trong Thế chiến thứ nhất, như tôi nói ở trên, một nửa số người Đông Dương được tuyển là lính thợ, nửa còn lại là lính tập. Trong Thế chiến thứ hai, chủ yếu họ được tuyển làm lính thợ hơn là ra trận. Chính sách này là kết quả tổng kết từ thời Thế chiến thứ nhất, xếp loại hình nhân lực theo phẩm chất tự nhiên hoặc chủng tộc, như người Đông Dương có khả năng làm những công việc thủ công tỉ mỉ v.v. Giống như trong Thế chiến thứ nhất, ban đầu lính thợ Đông Dương làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng, chủ yếu là trong những nhà máy sản xuất thuốc súng. Tuy nhiên, thất bại vào tháng 6 năm 1940 đã buộc Pháp xem xét lại chính sách, bởi vì các nhà máy phải chuyển về miền Nam dưới thời chính quyền Vichy. Lính thợ Đông Dương được thuyên chuyển làm những công việc khác, chủ yếu trong nông nghiệp vì Pháp thiếu nhân lực. Tính đến mùa hè năm 1942, 1/3 trong số họ làm trong ngành lâm nghiệp hay khai thác than, 15% làm trong các cánh đồng muối hoặc trong ngành nông nghiệp. Từ tháng 11 năm 1942, khi quân phát xít Đức tràn xuống miền Nam Pháp, phần lớn lính thợ Đông Dương phải trở lại nhà máy, làm việc trực tiếp hay gián tiếp cho quân phát xít Đức. Trong đó có các nhà máy thuốc súng như ở Toulouse. Sau đó, phần lớn trong số họ bị kẹt lại ở Pháp do các tuyến đường hàng hải bị cắt đứt vì chiến tranh. Năm 1941, chỉ có khoảng 5.000 người là về được Đông Dương, còn 15.000 người bị kẹt lại ở Pháp. Chuyến hồi hương chính thức cuối cùng diễn ra vào năm 1952, trong đó có nhiều lính thợ tự tìm cách hồi hương. Dựa theo nhiều nguồn tài liệu, có khoảng 1.000 đến 3.000 lính thợ Đông Dương ở lại Pháp. Ban đầu, họ làm việc cho nhà nước, rồi nhanh chóng chuyển sang các doanh nghiệp tư nhân. Họ không được nhận lương trực tiếp, mà lương được chuyển vào Sở Nhân Công Bản Địa và Thuộc Địa, MOE. Cơ quan này phụ trách về vật chất, nơi ở, quần áo và lương thực. Sau đó, MOE trả tiền thưởng lao động và trợ cấp hàng ngày, tùy theo cấp bậc cho người lao động thuộc địa. Sự bất công thật sự nằm ở chỗ, những người hồi hương đôi khi bị ép, chịu thiệt thòi hơn so với những người ở lại Pháp. Vì những người ở lại, nhờ vào sự vận động của Ủy ban hỗ trợ lính tập và lính thợ, số năm họ đăng lính cũng được tính để hưởng trợ cấp hay nghỉ hưu. Trong khi đó, yêu cầu tính thâm niên của những người hồi hương chưa bao giờ được đáp ứng, kể cả dưới thời Tổng thống François Mitterrand. Au contraire des seconds pour lesquels les demandes de compensation n'ont jamais abouti. Notamment sous le gouvernement de François Mitterrand. Như bà nói ở trên là có khoảng 1.000 đến 3.000 lính Đông Dương định cư tại Pháp sau năm 1952. Thì việc này được thực hiện như thế nào? Họ có hội nhập được vào xã hội Pháp hay không? Sur cette question de l'intégration, moi, j'aime pas bien ce mot. Về điểm này, tôi không thích từ hội nhập cho lắm. Họ hội nhập như thế nào ư? Tôi thì lại muốn lật ngược lại vấn đề. Những người ở lại là những người đã hội nhập với xã hội Pháp, nếu không thì họ đã không ở lại. Trong khoảng 1.000 người ở lại, phần lớn là cựu giám thị và phiên dịch. Đó là những người ra đi cùng với kế hoạch riêng, trong đó có việc ở lại Pháp. Như tôi đã nói, 1.000 người là con số chính thức, nhưng thực tế thì nhiều hơn. Họ được hưởng chế độ dỡ bỏ trưng tập có từ năm 1945. Con số chính thức nêu 500 trường hợp được hưởng chế độ này vào năm 1947 và 1.500 vào năm 1950. Để được hưởng dỡ bỏ trưng tập, họ phải chứng minh có việc làm và nơi ở. Có nhiều người trong số họ, dù không đông lắm, được đào tạo nghề vào cuối Thế chiến thứ hai, nên thường tìm được việc làm và định cư ở Pháp. Nhiều người khác, chủ yếu là giám thị và phiên dịch, như tôi nói ở trên, thì thực hiện kế hoạch ấp ủ từ trước khi sang Pháp. Thế nên, họ bỏ Sở Nhân Công Bản Địa và Thuộc Địa MOE ngay từ năm 1943. Một số khác thì lập gia đình ở Pháp. Hôn nhân là một yếu tố quan trọng cho việc ổn định tại Pháp. Nếu như vào thời kỳ Thế chiến thứ nhất, chỉ có khoảng 200 đám cưới Pháp-Việt, thì đến năm 1947, có khoảng 1.000 cặp như vậy. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà sử học Liêm Khê, Lugard.